Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Bonsai TV trong một cái cuốn video. Có lẽ rằng đây là những cái cây rất là VIP ở trong cái cuộc trưng bày Festival Sinh vật cảnh Thủ đô năm 2022. Tôi sẽ làm cuốn video để chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Vâng, đầu tiên là một tác phẩm Tam Đa Đại Kỳ Thụ. Tam Đa Kỳ Thụ của anh Bùi Mạnh Hùng, Hải Dương, 0962236066. Tác phẩm rất đẹp quý vị. Tôi sẽ cố gắng di chuyển thật chậm để phô diễn được hết tất cả các vẻ đẹp của tác phẩm để quý vị các bạn cùng ngắm nhé. Tác phẩm Tam Đa rất là già, có cái bộ bệ vách rất đẹp quý vị. Trưng bày ở một cái vị trí khá là trang trọng trong cái mặt này thì nó hơi bị ngược sáng với biển, khá là đẹp. Cái bóng rất là đẹp. Trong màn hình như này thì tôi thấy rằng cái quả phúc hơi bé quý vị ạ. Với những cái tác phẩm như này quả phúc nó thật to. Sang cái tác phẩm thứ hai, tác phẩm Thạch Thụ Huyền Chi, chủ nhân Bùi Mạnh Hùng, Hải Dương. Cây này thì khá là nổi tiếng rồi quý vị. Cây bám trên một khối đá thấm thủy quý vị ạ. Khá là già, cây già kinh khủng. Rất thành thoát. Già và già kinh khủng luôn. Da này trông da điền này, nhưng mà lá này lá điền không phải đâu, đẹp quá. Nó chỉ có một nơi tinh cây rất đẹp, đá ngay ngày xưa thôi, không cháu chút như bây giờ. Đúng rồi, cây này có cái bộ rễ thả đẹp này, trông nó đại thụ luôn. Những cây này được cái là cái bộ rễ nó cũng nịt chặt hết rồi, bo hết rồi đúng không, đẹp. Mặc dù nó là thân dây rồi đúng không, rất đẹp. Cái này nó lên tiền là những cái rễ thả đẹp nhỉ, rễ thả đẹp thế. Cây thì rất là già, nó bo hết rồi. Cây này trước là cái lượng rễ nó thả xuống nhiều lắm chứ nhỉ, cắt đi toàn đầu rễ. Làm tác phẩm toàn cây rất là già đẹp quý vị. Những cây là những cây bóc ra làm lại đá. Quá đẹp. Đá nghệ thuật vào nhỉ. Cái đá ngày xưa kiểu cứ xếp thôi chứ không làm nghệ thuật. Bây giờ cái này xếp lại làm giả đá băm móng biết xong rồi bay biết đúng không, trên kia phối chênh vênh hả, chênh vênh ra nhìn giả cây đẹp, cây dạng cứ trực huyền như này đúng không. Thì lắm khi người ta tôn vinh cái nét cổ. Vâng, vẫn là cây của anh Bùi Mạnh Hùng, tụ lộc phát tài, anh Hồng Hải Dương. Cây này này có một cái bóng khá là rộng quý vị, cây xanh quê quý vị ạ. Thân pháp thì khá là đẹp. Đây là cái mặt chính nhỉ.
đi sang mé bên này để nhìn cái đường chạy của thân này. Đường chạy rất là dẻo. Nó chạy cùng chạy rất đẹp luôn. Chơi xanh quê bây giờ xem triển lãm thì rất nhiều xanh quê. Ờ, nhiều xanh quê nhỉ. Nhiều xanh quê đẹp. Ờ, cứ đẹp là được. Thực ra là nói có vị thì ông nào nhìn thấy Nam Điền thì bọn mình thích, bởi vì da Nam Điền nó đẹp. Da đẹp, lá đẹp. Từng cứ đẹp, nó là đẹp chứ đâu có phải là. Đây. Cứ như thế này mà không chết à? Cứ bây giờ mà Tây Nguyên tây nghĩa còn hoa hậu nữa. Đẹp thế. Là anh xin cái cây này sang cái mặt này ấy, nếu mà ý tưởng đấy càng đúng nhỉ. Đùa cây này dỡ lại làm đá. Cây này dỡ lại làm đá. Vẫn tận dụng mấy cái nét bo trên nghe chưa? Còn dưới cái này thì không dỡ được, cái này thì dỡ được. Cái này thì nó bo nguyên rồi. Cái này thì dỡ được. Góc chạy rất là đẹp. Vì những cái rễ to này là vẫn tận dụng được này, vẫn vặn được này. Đẹp quá nhỉ. Đây thì cái cây này nhìn bốn mặt đều đẹp nhỉ. Cái thân của nó, cái thân của nó quý vị các bạn ngắm này, nó có cái độ bè, độ bạnh. Xanh nó già là nó biết dạng. Xanh quê rồi đây quý vị ạ, rất là đẹp. Nhìn hai con tử này không đã đẹp nhỉ. Con long này nó rất là rộng dáng. Hai con tử này được cây. Hai con tử chơi cây đẹp luôn. Đẹp thật, cây là đẹp. Đấy, cứ quê đi các bác, quê mà nó đẹp thế này. Nhưng mà nếu mà cây này mà kết hợp mà làm một hai cái tay nó kiểu nó phóng rộng ra nhỉ. Phóng rộng mới là có bông to bông nhỏ. Ừ, thì nó đẹp. Ví dụ như cái tay này cho phóng đây phát nữa đúng không? Nó phóng thẳng nhá. Bông cứ đào nhau đào. Đây ví dụ như là cây này. Cây này quý vị nhá. Cây này thì như cái tay này kéo mạnh cái này xuống nhé. Đây cành này kéo mạnh xuống, cái này phóng mạnh cái tí nữa kia ép xuống nhé, có phải nó bay không đẹp. Nhưng phải nói đây một trong những cái tác phẩm rất là đẹp. Sang cái tác phẩm tiếp theo, cây xanh cổ của Đào Nhất Hoa, nghe tên đã thấy hay được. Của anh Đào Nhất Hoa, vâng, một cái tên khá là hay. Nghe tên đã thấy nó mượt mà. Tên tác phẩm là Bách Niên Thanh Thủy. Cũng không có chủ nhân ở đây để hỏi xem là cái ý nghĩa của cái tên này. Bách Niên Thanh Thủy. Uống rượu nhiều năm. À đây đây. Cây xanh cổ, tam nhân đồng thụ, tam nhân nghệ. À thơ hữu cảnh hữu duyên hữu đạo nguồn, sứ quán nguyên niên Thăng Lăng Tụ, gia phong trường tại Bách Niên Tồn. Rất là hay, một cây xanh quê búp đỏ quý ạ, khá là quý. Cây thì được ôm đá thả nước rất là lâu rồi. Một cái bể thanh thủy ngâm nước lâu rồi. Thanh thủy, Bách Niên Thanh Thủy này. Cây được thả nước nhiều năm. Thanh thủy là ý là nước sạch, nước tinh khiết đấy. Đúng không? Phải nói là nước cất rượu. Ở đây đây.
và bách niên, tức là quá là nhiều năm rồi đúng không? Theo như cái nghĩa sơ bộ chúng tôi hiểu được là như thế. Cây này uống rượu nhiều năm rồi. Uống rượu nhiều năm rồi, tay cành là dẻo hết rồi đúng không? Thì là thanh thủy đúng rồi nhỉ, nước tinh khiết, nước sạch đấy. Vâng, một tác phẩm bóng dáng khá là rộng và đẹp. Đặc biệt là cái bộ bệ rễ nó ôm khối đá rất là lâu rồi. Vâng, như vậy là trong cái cuốn video này tôi vừa chia sẻ với quý vị các bạn 5 tác phẩm rất là cổ, già, đẹp của các anh em đến từ Hải Dương. Một nơi với rất là nhiều những cái tác phẩm cây cảnh nổi tiếng. Và tôi cũng xin kết thúc cái cuốn video này để tiếp tục các cái cuốn video tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.